Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một cái kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ gửi đến cho các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Sava của Đức, hiệu này hiệu của Đức và được trang bị khung full carbon. Là khung càng đều là carbon các bác nhé, và bộ chuyển động Shimano 105, đùi đĩa Pro Wheel trục rỗng. Giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem. Đây về phần sơn này. Rất là mới luôn, con này ít rất ít sử dụng, rất là ít đi. Sơn công nhận là mới tuyệt đối luôn đấy. Carbon toàn phần, bộ chuyển động Shimano 105, đít 11 tầng, Mayer cối lổ các bác nhá, Mayer đi vòng cối lổ, nhôm bản cao. Rất là chắc chắn. Cụm phanh ba mảnh Winzip. Cái thằng Sava này thì nó toàn Đức thiết kế, hiệu này của Đức. Innovation Technology Design, tức là công nghệ đổi mới, thiết kế công nghệ đổi mới. Đây là như các bác nhìn ở trên cái khung này, nó có cái tem luôn, là nó được đè bằng hai thứ tiếng, một là tiếng Anh, hai là tiếng Đức. Một tiếng Anh, hai là tiếng Đức luôn. Đấy, vì dòng này là dòng Đức mà. Đùi đĩa này. Đùi đĩa trục rỗng và Pro Wheel nhôm toàn bộ. Gạt đĩa 105. Khung Sava carbon to bản. Càng Sava Mayer đi vòng hết, đưa cả đầu cả đưa đuôi và đều là đi vòng bạc đạn các bác nhá. Miền Bắc thì gọi là đi vòng, miền Nam thì gọi là bạc đạn. Quay rất bon luôn, hình thức xe rất là mới. Và đương nhiên rồi, tay lắc là 105. Key phốt cũng là Sava luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size để xem cái chiều cao nó hợp với cho các bác cao mét bao nhiêu và test chuyển động cho các bác xem nhá. Vâng, size của chiếc xe là từ tâm trục đạp này đến khóa cọc yên là size 48 các bác nhá. Rồi, size 48. Và chiều dài, chiều của gióng ngang, chiều dài gióng ngang là 52. Đó. Cao 48 phù hợp cho các bác từ 1m65, 1m64, 1m65 đến 1m75 là đi phù hợp với xe này. Đấy, 1m65 đến 1m75. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác, tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ sẽ vào quay chuyển động cho các bác xem. Chuyển số. Lip được trang bị là lip 11 tầng. Củ đề 105. Cối lổ đi vòng. Lên lip. Rất êm mượt luôn.
xuống đĩa này. Là đĩa đang ở đĩa to nhé, em xuống đĩa nhỏ này. Ối lổ đi vào. Vâng, và xe có giá rất tốt bên em là 16.800.000. Xe đua Sava Đức, thiết kế tại Đức. Khung carbon toàn phần. Bánh nhôm cao bản, mayo bi vòng, khối lổ. Và được trang bị bộ chuyển động Shimano 1.5, gạt đĩa, đè và tay lắc. Các bác quan tâm thì nhắn Zalo trên số điện thoại màn hình 0975 709943 để bên em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác ấn cái nút đăng ký ở dưới bên phải, cộng ấn chuông để bên em khi mà có những cái xe mới đưa lên kênh thì YouTube nó sẽ gửi thông báo cho các bác nhé. Vâng, xe 16.800.000 bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.